khuyên những anh em dân chủ quận là đừng như thế nữa hoặc như thế nào nào. Tức là cậu nói trên kênh của mình là tốt thì mình hoan nghênh. Ok mà. Em hiểu không? Thì nếu mà ví dụ như qua những lời đó, ví dụ bọn dân chủ quận khác, mình chỉ quan tâm đến lên kênh mình thôi, thì cái bọn kia nó khác, nó bảo à đây là cũng người trước kia là người trong xã hội mà cũng tham gia thế này thế khác thế này thế kia, nhưng bây giờ ấy lại, thì như thế là ok. Còn ví dụ trên kênh kia thực tế ra nhá, thì thôi mình không quan tâm nữa đấy, không quan tâm bên kênh bên kia, vì lý do của mình là mục đích tuyên truyền. Cái vấn đề thứ hai, hôm qua em thấy cái cậu mà gọi là Quách Anh Dũng gì, Quách gì Dũng ấy, cũng là một cái thằng dân chủ đấy, nhưng dân chủ của anh. Thì cũng là dân chủ, nhưng mà hôm trước ấy, thì khi mình ấy xong ấy, thì mình biết là dân chủ, nhưng mà mình thì nói chung là nó lên kênh mình thì nó cũng không nói một cái điều gì mà nó quá đáng, nhưng mình hướng dựa vào nó để mình hướng những cái thằng dân chủ khác đấy, cái có tư tưởng như nó, để mà ví dụ mình xoay sang khác thì mình cũng nói cho cái những người dân là chủ yếu thôi. Chứ mà bây giờ anh nói em để chuyển cái tư tưởng của nó hơi khó. Thì sau khi ví dụ anh xuống cái like thì là con Hiên mới nói bảo ôi trời ơi sao hôm nay mày lên trên kênh của anh Bằng mày nhẹ nhàng như thế, mày không thế này thế khác, hiểu không? Vì thực tế là lên trên anh mà căng phát là anh đá cho nó phát ngay, hiểu không? Đấy, vì là thực tế nó qua kênh mình thì nó phải qua cái sự đối xử của mình. Cho nó phát tát ngay lập tức. Nhưng mà ví dụ là nó hỏi mình trong kiểu cực đoan, mình trả lời dựa vào nó, mình để trả lời cho những người ở dưới hoặc những người người ta sẽ xem sau ấy, người ta biết là cái vấn đề như thế. Cho nên là cái công tác của mình ở lên trên này không phải là vấn đề mà chửi cái bọn kia, nhưng mà mình chửi chẳng qua một lúc nào đó, ví dụ chúng nó ấy quá mình bực lên thì mình chửi thôi. Nhưng mà cái điều chủ yếu là mình tuyên truyền cho những cái người người ta chưa hiểu biết, và những cái Việt kiều người ta nghe những cái người ta chưa hiểu biết nhiều, người ta nghe cái của mình, đấy là cái mục tiêu của mình. Mỗi đấy. Người có một cách làm, mỗi người có một cách đấu đúng. Tranh anh em nói đúng. Và quan trọng nhất là anh em phải tin tưởng lẫn nhau, đoàn đúng. Kết đúng nhau. Chứ chắc chắn là như thế, ba ăn chuyện thắng thua đúng rồi, chứ không quan trọng, quan trọng là anh em đoàn kết lẫn nhau trong một nhóm, thấy chưa? Đúng rồi. Đúng rồi, chứ còn mình ở đây mới ăn thua làm cái gì, mà ông Bằng nổi tiếng ông được cái đéo rồi, khi tốn tiền thôi, làm được cái gì, đúng không? Đấy, nó chỗ đấy. Người đều nhìn nhận, thằng này nó thế này, thằng kia nó thế kia. Thế đấy, thôi. Mục tiêu của tôi là thế, mục tiêu người khác cũng là thế. Cứ nặng nề làm cái gì? Thái Hùng Huynh, chú hiện nay đang ở dưới Hải Hậu. Đấy. Đang ở dưới Hậu thì cứ khoảng chắc có khoảng chiều thứ 6 hoặc sáng sớm thứ 7 chú sẽ lên trên Nam Định. Thì lúc đấy là... Đấy. Ông em là cụ em là địa chủ đấy. Ừ. Cụ em là chánh tổng, chánh tổng đấy. Khổ quá, cụ đạo là địa chủ mà. Nhưng mà địa chủ dạ kiểu giàu thôi, hiểu không? Thì khi mà cả cái ruộng đất ví dụ có một hai cái thuyền gì đấy thì người ta cũng tịch thu xung công quỹ, nhà em còn bị dỡ nhà cơ nhưng mà nó cuối cùng có giết ai đâu, cả một cái làng anh ở dưới này, cả một cái huyện này. Nhưng mà theo anh biết là các cụ nói chuyện là chẳng giết ai cả, mà không biết ở cách xa có giết hay không thì anh không biết. Mà cụ em tất nhiên là không có gì căng thẳng, bởi vì là các ông của em là có mỗi ông em là buôn bán thôi, còn các ông kia của em là đi bộ đội thì đều cũng có vị trí trong quân đội mà, nên là không có chuyện hiểu nhầm hiểu nhất gì được. Đúng rồi, ở đây anh nói thật em, chứ bây giờ ví dụ nó cứ dựa vào một hai cái bắt đầu chúng nó xuyên tạc lên à, đúng không? Cho nên là thôi mình ở ấy, mình nói chung ở cái quê mình cũng là cái cũng là trung tâm của cái đồng bằng Bắc Bộ á, thì mình nói cho những người dân mình hiểu thôi. Ngày xưa cụ em là dập đất ở với huyện Kim Sơn. Ừ. Đấy, Kim Sơn thì nói chung cái vùng đó là cái vùng Thiên Chúa Giáo mà. Thiên Chúa Giáo đây. Ừ. Đó lắm. Nhưng ngày xưa là cụ em là ông em với cụ em là buôn gỗ. Buôn gỗ buôn luồng này. Đúng rồi, trời ơi, mẹ dân gọi là, anh nói em ở quê mình ấy, thì người ta gọi là buôn gì bán bè đấy. Buôn rừng bán bè ấy.
Thì chính ông là em trai của các em trai của chưa đây à? Ông em thì đi buôn, các em trai của ông em đi bộ đội về dẫn nhà bố này. À thế à, ừ, thì đấy thì cái ngày xưa mà em hiểu không, thực tế là đấy như hôm mấy hôm qua anh ấy anh gì anh ấy nói là 95% người ta là mù chữ đúng không, cho nên cái trình độ nhận nhận thức chứ hồi năm 54 thứ làm sao người ta yếu kém, cho nên là có cái vụ nọ vụ kia nó xảy ra nhưng bọn nó kiểu nó dựa đến nó xuyên tạc quá nói chung không hay. Ừ. Thì đó cũng phải chấp nhận thôi, ờ, xuyên tạc thế thôi chứ còn... đúng rồi chứ còn bây giờ là khác, bây giờ ví dụ như em cứ bảo là cái cộng sản ác nọ kia, ví dụ 554 mà ác thì nói chung là chúng nó làm sao mà còn con đường đi Mỹ hoặc đi các nước tư bản đúng không, còn con đường sao nó vượt biên được đấy, bảy vượt biên là 7 năm chứ anh, ở chứ không từ từ sau giải phóng ấy, mình nói sau giải phóng nhưng mà cộng sản ác về đã thịt về rất nhiều thằng rồi nhưng mà đâu có giết ai đâu đúng không, là Quang Huy Tuấn. Nhưng mà bọn nó cứ tuyên truyền rồi coi như là nói một câu công bằng như thế này, em thì em nghĩ như thế này, ngày xưa ấy là có thật sự là Việt Nam đánh vào trong đánh Mỹ với cả đánh Ngụy là cũng hao người tốn của cũng khổ sở cũng chả sung sướng gì, cũng cay lắm, chính cái thằng Ngô Đình Đình Diệm hay là thằng nào đấy hay thằng Thiệu Thiệu là nó cho bảo lần đầu tiên nó bảo Nixon là thả bom ở Việt Nam ấy, thả bom ở miền Bắc ấy. Thì ok nói thật là cũng cay, em là trường hợp là cay và chẳng qua là chỉ cấp trên là giữ hình ảnh thôi chứ cần rồi à này thôi bây giờ anh xuống cho Trần Hòa Bình lên đi nhá, vâng, ok vâng. Trần Hòa Bình xin lên nhá, rồi chào em, rồi là cái mùng 7 đây có gì